Nãy Bibi đi hái chuối nhà. Nó mở nắp ra rồi này. Bị thích chuối à? Chị đắp thêm chuối nhá. Chuối Bi đây. Bao nhiêu ốc rồi? Ừ. Bắt được ốc à? Bỏ vào đây. Bỏ vào. Bỏ con ốc của Bi vào đây. Giỏi quá trời ơi. Giỏi thế nhỉ? Hái cả lá lốt. Rồi gì đây? Ui, cả chuối luôn. Hả? Gì? Rửa nó sạch đi. Đi vào nhà luộc, đang cầm rau củ đi này. Chuối thì mang vào để nấu. Chị Bibi ăn không hết một lần đâu. Nhưng mà đi. Đã luộc đâu mà ăn. Gia vị. Em đi ra đây để luộc. Đi cắt chuối đây đi. Cho chi xíu, lấy muối bỏ. Giờ đi chị lấy chuối xuống. Đây.
Rồi bây giờ để bỏ vỏ chuối. À, mình ăn rau à? Đi ăn đi. Ăn rau luôn đi, ăn rau, ăn rau luôn. Nãy Bibi đi hái chuối nhà đấy. Chào bạn chị. Chị đi cùng. Mẹ anh tức. Bây giờ thì cháu sẽ bỏ vỏ ở đây. Ở đây này. Cái vỏ này mình bỏ. Không lấy đâu. Cắt miếng vừa ăn. Chuyện này con sống được đâu vậy ạ? Phải nấu cơ. Rồi sắp hết rồi. Rồi xong rồi, để xem ốc như này nhé. Ăn xuống mặt cháu đi. Nó mở nắp lên ra rồi này. Để em tí nữa đi. Cho mày con này, để chị đào. Đấy, nó bung nắp lên ra này. Thôi, vớt ra nha. Đây, đi ra đây để đổ đồ mấy ốc rồi.
Đây này, nhìn này, có nhìn không? Đi xuống đây, đi xuống này, để ốc. To dữ, trời ơi. Wow. Trời đất ơi. To chưa Bi ơi. Wow. Ơ, cả con đây này. Ôi xin cắt sao. Ôi trời. Ốc to ư. Đây đây này. Siêu to luôn. Wow. Hết rồi. Đừng ăn vội, để nấu. Yeah.
Bi ngồi xuống đi. Đây thế, cắt nào. Ngồi xuống đi Bi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ăn hàng đi. À. Con ra nấu ơi. Khi ra này nấu. Nè. Rất khen cho Bi ngày hôm nay nha, siêu giỏi luôn. Đi chuẩn bị nguyên liệu cho chị nấu món ăn này. Xí nữa phải ăn giỏi nhá, ăn nhiều lên. Chị đem gia vị vào nhá. Ở đây có chuối cho nào. Bi cay nhanh không ngon, cho nó khỏi cháy. Rồi. Giờ chờ cần mọi thứ nó mềm ra thì mình ăn. Để xuống ngắt rau nhá. Để cái này để ép rồi. Xuống ngắt rau gì nữa cho vào. Đi chị cái chợ này ngắt rau. Bi nhặt cho chị đi.
Ok, bé được rồi đi. Cái này lá sống không ăn được. Vâng, đây, xong chị tỏ. Rửa nhé. Ở đây còn đĩa đậu, chị chuẩn bị từ sớm rồi. Ở trong tủ lạnh nhé. Xíu nữa mình lấy ra mình cho vô nha. Chưa? Để xôi úp vào ăn thôi. Phải đi dọn bát đĩa ra trước nha. Ê, đi dọn bát đĩa của Bi ra trước. Đi ra trước nha, để chỉ múc canh ra ăn thôi. Đậu nha. Rồi một khoái khẩu của Bi nè. Thêm miếng nữa nhé. Miếng mềm.
Nói chuyện à, nói chuyện mọi người. Cái đó là chuối á. Ừ. Chuối biết hái mà. Ngon nhỉ? Ăn được không? Bí thích chuối à? Chỉ đắp thêm chuối thôi. Đây, chị lọc chuối ra đi anh. Thích chuối à? Đây, chị đi. Ăn đi. Ngon nhỉ? Chỉ là nước canh nhậu uống. Chuối đi đây. Bỏ mấy đợi lên. Ăn chuối đi. Chuối mềm lắm. Chuối bi đây. Thật ra là Bi thích chuối mà chị không biết, chị cần Bi giúp đỡ không? À. Chị gắp thêm cho. Nè. Trời ơi, chuối xanh nấu kiểu này siêu ngon luôn. Bùi. Chuối bị hái ngon. Ăn hết chị lấy thêm cho. Uống canh. Chuối biết nữa không? Không ăn à? Biết đi. Cái canh cho Bi uống thử không? Ăn không? Bi ăn miếng đậu này không? Chị ăn cho. Ăn không? Không ăn thì chị ăn cho.
Chị biết miệng căng á. Vì hết rồi anh no. Chán rồi à? Đây là một canh. Ăn thử canh. Ăn được không? À, uống tiếp nha. Ăn ăn chuối nào. Mình ăn rồi. Đây chị lấy canh tiếp ra. Đó. Lấy cái miếng nữa này. Đây, đây. Được rồi nhá, ngủ nơi thôi nhá. Thả mẹ ra. Ui, thôi, thôi, thôi. Nó chứ, nó lắc con người đấy. Sao, ý thì đang chơi gì đi. Chị ăn nốt không, chị dọn gì. Đã đấy. Hả? Nào. Ừ, no. Giờ hôm nay vất vả được bữa ăn ngon thế làm gì? Ừ, à, ngồi dậy nào. Gần no không nằm nha. Đã bụng. Ngồi tí cho xuống. Phòng à? Đi phòng chơi nhé. Đi nào, không phải nhảy quá đâu.